Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn sẽ giới thiệu đến anh em cái mẫu ốp bằng thép. Bằng thép sơn màu xanh rêu. Thì trước khi đi vào video thì anh em vui lòng điện thoại cho shop mua hàng qua hai số này. Cái này có Zalo, Facebook hết. Thì anh em cứ điện đến, chúng tôi sẽ báo giá lẫn thời gian vận chuyển cho các anh em. Đó. Cái này là nó thời gian làm việc. Giao hàng toàn quốc bằng đường bưu điện, thì khi nhận hàng anh em được xem hàng trước khi thanh toán tiền. Thì cái mẫu giới thiệu ngày hôm nay là anh em vui lòng báo là cái mẫu số 03 khi mua hàng giùm. Mẫu này nó làm bằng thép. Đó, thì trước mắt của anh em đó là sẽ là cái sản phẩm này, chúng tôi đang để hai cục gạch lên. Đó. Sản phẩm này làm bằng thép đen nha anh em, cho nên là để chống rỉ cho nó thì chúng ta sẽ sơn cái màu nhà binh cho nó, màu xanh rêu. Đó. Anh em có thể thấy gạch này là gạch ống ha, hai cục như thế này nó tương đương vô khoảng 2 kg đó, để như thế này cho anh em xem đó. Đó. Thì anh em không cần phải lo nghĩ về cái chuyện là bồ cắt hay mèo gì đó chụp đó. Cái chuyện này là nó chống rất tốt đó. Chỉ có thể là chó hoặc những con gì tương đương với chó thì có thể chụp, thì mình cái đó thì chúng ta không thể chống lại nổi bởi vì cái sức nặng của chó quá nặng đó. Còn này thì khoảng tầm 2 kg trở lại là ok. À, mèo với bồ cắt thì ok rồi đó. Cái sản phẩm này á thì nó làm bằng thép nha. Cái này là làm bằng thép hết. Thắt lục giác, cái lỗ thắt rất là đẹp, rất là đều, anh em có thể xem nè, lỗ thắt rất là đẹp, rất là đều. Chúng tôi đã sơn cái màu xanh nhà binh cho nó rồi đó. Mẫu 01 thì chúng tôi sơn đen, mẫu 02 thì bằng inox, và mẫu 03 thì sơn màu xanh nhà binh này. À, để cho tất cả các anh em để xuống, anh em có thể thấy để xuống đất thì nó rất là tiệp màu ha. Đó. Mẫu này chúng tôi hắt cũng rất là tỉ mỉ rồi. Đó. Đó, anh em có thể thấy mối thắt rất là đẹp rồi. Để đảm bảo là mối hắt rất là đều nhau. Đó, anh em thấy hắt lục giác thì ập lục giác bao giờ nó cũng mắc tiền hơn cái ập 4 cạnh hết anh em. 6 cạnh này nó tốn thời gian nhiều hơn. Đó, anh em biết là nếu mà cái ập 4 cạnh á, thì chúng ta chỉ cần thắt 4 góc là nó đã xong. Tuy nhiên là cái ập 6 cạnh này á, là phải thắt 6 góc nó mới xong một công đoạn. Thứ hai nữa là tốn nguyên vật liệu nhiều hơn. Cái ập 4 cạnh này nó chỉ cần 16 giây, còn 6 cạnh nó ra đến 32 giây. Đó. Em thấy rất là chắc chắn. Đó, chúng tôi sơn hết rồi. Nói chung là cái này sơn thì có khi là rất là chắc rồi. Đó. À, sơn màu xanh rất là chắc rồi. Nó bằng thép cho nên là sơn nó bám rất là tốt nha anh em. Đó. Sơn màu xanh rêu rất là đẹp rồi nha. Đó. Cho nên anh em nào có nhu cầu mua thì chúng ta báo luôn mẫu này là mẫu số 03 nha, để chúng tôi giao lộn, bởi vì ở đây có mẫu 01 sơn đen này, mẫu 2 bằng inox này, mẫu 03 này là màu sơn màu xanh rêu. Đó. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video clip. Đó. Ngoài ra thì chúng tôi còn rất là nhiều cái phụ kiện khác như liều này, giò 7 nè, cáp 432 nè, cáp xe 7 nè, lo điều khiển từ xa phát ra tiếng chim, điều khiển xa 200m. Đó, các sản phẩm bằng lo chúng tôi có bảo hành cho tất cả các anh em. Quần áo ngụy trang nè, cỏ thái nè, bằng ri nè, khoáng nè, vitamin dinh dưỡng, tất tần tật chúng tôi giao toàn quốc bằng đường bưu điện hết cho tất cả các anh em luôn. Đó, anh em nhận hàng mới phải kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Bán hàng ở đây bao giờ cũng vậy. Đó. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền đó, anh em sẽ được mở cái thùng hàng ra để coi xem có đúng là mình mua cái sản phẩm đó hay không đó, chất lượng như đã báo hay không. Còn cái thép này là thép 6 gem nha tất cả các anh em, thép này là thép 6 gem rất là chắc đó. Anh em mình xem, mình chọn chế độ xem HD 720 trở lên thì chúng ta mới xem rõ được cái sản phẩm cho nó ưng ý, thật là ưng ý rồi mình hãy mua hàng đó. Rồi xin chúc tất cả các anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ. Xin chào.